Đừng chớp mắt, bạn tin không? Xé toạc không gian này với đôi mắt của mình. Hãy nhìn thẳng vào cái mắt xanh ở giữa hình thật là đắm đuối và sâu sắc. Đây sẽ là lần bạn chứng kiến một cảm giác siêu kỳ lạ xảy ra với không gian ở quanh mình. Trong phòng của bạn, ngay tại nơi bạn ở lúc này, mọi thứ sẽ rất là điên rồ ngay trước mắt ta. Chỉ với một việc rất là đơn giản là giữ mắt của mình tập trung vào cái mắt xanh huyền ảo này. Bạn đã sẵn sàng chưa? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bạn hãy nhìn xung quanh đi. Tất cả chúng đang bị chia rẽ ra làm hai hướng, một đằng lên trời còn một đằng xuống đất. Bạn cảm thấy thế nào?